À, dạ em Dương Bồ Kết xin là gửi lời chào tới tất cả quý cô bác bà con. Thì hôm nay em đi quay cho các bác xem những cây bồ kết mà đã trồng được năm thứ hai nhau nhá. Đây là cây không phải cây nhà em mà cây là cây của khách. Bác khách này thì cùng xã với em mà bác cũng không có cái quỹ đất rộng. Bác trồng được 20 cây. Đây là cái cây bồ kết năm thứ hai, cây bồ kết ghép năm thứ hai đây các bác có thấy này. Và cái tỷ lệ ra quả thì là 100% tất cả các đầu ngọn đầu cành khi em đã làm cây giống và cây giống bồ kết ghép của nhà em mà ra cho các bác thì là cái thứ nhất là cây nó sẽ ra hoa sớm, ra quả sớm này. Ví dụ bình thường như những cây khác nó ra tầm tháng 7 nó ra hoa thì cây này như cây này là hiện tại bây giờ đang trung tuần tháng 6 thì nó đã ra hoa hết rồi này rồi nhá, đang đóng nụ hết rồi. Và cái cây bồ kết ghép này thì là các bác trồng chỉ là năm thứ hai là tỷ lệ sẽ ra hoa như này là 100% nhau nhá. Đấy, còn năm đầu tiên cây cũng sẽ ra hoa nhưng mà để tỷ lệ ví dụ các bác trồng hàng ngàn cây thì nó sẽ không ra được đều 100%. Để nhà em làm em bảo hành cho các bác thì là 2 năm cây sẽ ra hoa hết. Đấy, các bác có thể thấy như cây này thì cái phần gốc của nó chỉ bằng cái ống clip 27 là cùng này. Là chia tán lên thì không cả được bằng cái ống 21. Đấy, nhưng mà năm thứ hai tạo tán mới được, lần này mới là lần thứ hai tạo tán. Ở đây thì bác khách nhà em thì bác không chăm sóc được mấy, bác ủm cho cái túi bóng để chống cỏ thôi. Và trên này thì bãi này bác xen canh rất nhiều cây, có cả cây chám đen này. Khuyên câu bác anh chị nếu mà mình trồng cây bồ kết hoặc là trồng bất kỳ một cây gì thì mình không nên xen canh như này. Các bác trồng mỗi loại cây ra một khu riêng thì mình sẽ dễ chăm sóc và mình sẽ đảm bảo được những cái phần sâu bệnh nhau nhá. Ví dụ như là cây bồ kết thì nó không bao giờ bị sâu bệnh, nhưng mà nếu mà có những cây ớt ở đây mà bệnh muội của những cây ớt này thậm chí nó cũng bám lên cây bồ kết này. Nhưng ngược lại là nó khỏe, nhưng mà các bác bảo ví dụ cả cái khu vườn ớt như này mà nó lại bị muội hết thì chắc chắn cây bồ kết nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nhau nhá. Và cái lưu ý nữa là khi các bác thấy cây ra hoa như này là các bác tiếc. Đấy, các bác nông dân nhà mình là tiếc không cắt bỏ đi. Đấy, đáng ra là một cây như này thì mình phải để thu vào năm thứ tư thì mình hẵng để quả, hẵng để hoa để quả. Năm nay mới là năm thứ hai, cây nó còn bé tí ti này. Đấy, các bác thấy này, cây nó còn bé tí ti mà đã cái để hết hoa ra, ra để hoa để quả luôn vào năm thứ hai rồi. Đấy, thì một cây như này, như em đang quay cho các bác đây thì em đếm sơ sơ nó có khoảng gần 20 cái đầu chùm dài này. Mỗi cái đầu chùm như này mà các bác để đậu thì nó phải hàng cân quả, mà nếu để đủ sức cây nó nuôi thì nó phải hàng kg quả nhau nhé. Và chùm có những cái chùm nó dài tận hàng mét đấy, hàng mét một chùm. Đây vẫn tiếp tục ra hoa nhau nhé, đây vẫn tiếp tục đầu ngọn vẫn ra hoa. Thì đối với những cái chùm này nó phải dài hơn 1 mét đấy, mà cái thân cây nó mới bằng cái ống tuyếp 21 thôi. Đấy, mà để nuôi như này thì không thể nuôi được đúng không ạ? Đấy, cái giống tốt nhưng mà ngược lại cái giống em ghép vào cho các bác là cái giống tốt và giống sai quả, nhưng ngược lại các bác mình phải lựa theo cái lực của cây. Đấy, khi cây nó ra hoa như này thì các bác thấy luôn là cái cây này nó không còn màu xanh mơn mởn nữa mà nó chuyển sang cái màu gọi là yếu sức rồi. Đấy, phải nuôi cần này hoa thì nó chuyển sang cái màu yếu sức rồi. Chưa tính đến là sau ngày nuôi quả mà cần này cái đầu chùm đầu hoa nó đậu quả lên thì nếu mà cái cây nó chỉ bằng cái thân, nó chỉ bằng cái ống tuyếp 21 như kia thôi thì nó sẽ nhiều quả nó sẽ bị lép đây các bạn. Nó không đủ dinh dưỡng để mà nó nuôi, để mà nó mẩy được. Thì đối với những cây mà năm thứ hai mà các bác như này mà các bác vội thu quá như này thì các bác phải liên tục bón cho nó vào những cái lúc nở hoa như này. Để mà tỷ lệ đậu quả cao thì các bác cứ bón cho em thêm là những cái phân nân hóa học hoặc là các bác mua trực tiếp những cái phân bón lá về các bác phun ở đây. Để cho nó tăng dinh dưỡng cho cây thì cây nó mới có thể phát triển được nhau nhá. Những cái chùm hoa dài như này, những cái chùm hoa dài đẹp như này mà cái cây nó lại bé tí ti như này, không ạ? Cây bé tí ti như này. Và lưu ý là những cái dăm cành ở bên dưới này thì các bác cắt bỏ đi, cắt bỏ hết những cái dăm cành này đi, không nên để. Những cái dăm cành này nó không ra được cái gì cả, nó có phát tán cành ở bên dưới này thì nó cũng chả thành cái gì cả, mình bỏ đi. Và mình tập trung mình tạo tán xòe ra, tạo tán cho nó sum xòe ra trong vài năm đầu tiên. Và khuyên các bác là mình không nên thu những cái năm đầu này nhé. Không nên thu những cái năm đầu này, đừng tiếc những cái hoa này làm gì cả. Nếu các bác thu năm như này mà các bác thu thì phải cây nó phải nuôi hoa nuôi quả đến tận cuối năm nay thì nó mới được cắt đi, mới được thu hoạch xong, nó mới được cắt cành đi và cây nó tập trung hết dinh dưỡng vào nuôi hoa nuôi quả rồi, nó không phát triển được mầm ra nữa. Như này mà các bác cắt bỏ những cái này đi, lớp hoa lớp quả này đi, rồi chấp nhận cắt bỏ đi thì cây nó sẽ phát triển. Và năm thứ tư, năm thứ năm thì các bác mới thu được cái sản lượng cao, cây nó mới to được nhau nhá.
Đấy, nhiều khi các bác thấy giống đẹp quá hoặc là thấy hoa đẹp quá là các bác cứ để cho nó đẻ nó ra hoa ra quả thôi. Cái cây thì nhỏ đây ạ, cây nó chỉ bé tí đi này. Đây, về phần cây giống bổ kết nhà em thì lúc nào cũng làm cho các bác là rất chi là đảm bảo và các bác hoàn toàn yên tâm về giống. Đây cây này nhỏ này, cây kia này còn nhỏ nữa kìa. Đấy các bác có thể thấy này, cái lượng hoa ra rất kinh khủng chưa. Đó, em zoom cho các bác xem nhé. Này, kín cả một cái cây luôn. Đấy, thì ở đây toàn bộ ở đây là cây năm thứ hai kia nữa kìa, cây phía bên dưới kia nữa kìa, cây nào cũng có hoa đảm bảo với các bác luôn. Đấy, cây bên dưới kia nữa kìa, đây. Đấy, đây cây rất nhỏ, tất cả vẫn là cây nhỏ năm thứ hai hết. Thì cô bác anh chị lưu ý về cái vấn đề này nhé, mình trồng cây và mình xác định thu trái bền vững. Đấy, không phải là mình năm thu một năm nay mình bỏ, cho nên là tập trung vào nuôi cây những năm đầu tiên, 3 năm 4 năm đầu tiên không nên để hoa để quả như này. Đấy, cô bác anh chị có những vấn đề gì thắc mắc nữa thì các bác tiếp tục mạnh dạn bình luận lên cái video của kênh này, hoặc các bác liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại em để trên góc màn hình nhau nhé. Rất hy vọng là có thể giao lưu chia sẻ học hỏi kinh nghiệm từ tất cả các bác anh chị trồng cây cũng như là các nhà vườn, để làm sao khi nhà em xuất được những cái cây giống như này có thể là tư vấn cho các bác trồng làm sao nó hiệu quả. Hay còn như này, cái vườn này thì năm nay bác chủ nhà bác vẫn quyết định là để ra quả thì thôi ok chấp nhận thôi, nhưng mà em lại khuyên các bác là phải bón thêm vào để cho nó đủ dinh dưỡng nó nuôi cây. Em Dương xin cảm ơn tất cả các bác anh chị đã theo dõi video. Mọi người đừng quên cho em xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ video này để nhiều người khác biết đến cái cây bổ kết phát triển kinh tế nhau nhá. Nếu mà nhà các bác nào có những cái mảnh đất mình chưa khai thác hết được giá trị, các bác có thể tham khảo qua cái mô hình trồng và phát triển cái cây bổ kết thu trái này các bác nhá. Em Dương xin phép được kết thúc video tại đây, xin được gửi lời chào là chúc sức khỏe tất cả quý bà con, và em hẹn gặp lại mọi người vào những cái video của ngày mai nhau nhá. Xin chào.